Sáng ngày 19 tháng 10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người đối với Lò Thị Sầu và Lò Văn Sanh, đều trú tại huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. Trước đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của chị T tố cáo hành vi của một số đối tượng lừa gạt bán nạn nhân sang Trung Quốc từ năm 2019. Theo nội dung đơn tố giác, khoảng tháng 6 năm 2019, khi làm việc tại một công ty nhựa ở tỉnh Bình Dương, T có quen biết với đối tượng Lò Văn Sanh, sinh năm 1990. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, Sanh đã nhiều lần dụ dỗ T ra Bắc làm việc với mức lương cao. Do thiếu hiểu biết, T đã đồng ý ra huyện Phù Yên để làm việc, nhưng khi đến Phù Yên, T được chị gái của Sanh là Lò Thị Sầu, sinh năm 1984, dẫn lên tỉnh Lạng Sơn vượt biên sang Trung Quốc. T đã bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc. Đến tháng 6 năm 2023, chị T bỏ trốn, trình báo cho công an Trung Quốc và được giải cứu trở về Việt Nam. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.